Tôi luôn luôn nói chuyện với các bạn trẻ, sinh viên. Đọc một cuốn sách ấy là ta được sống cuộc đời của hàng nghìn nhân vật. Facebook của tôi có hai cái hashtag. Một hashtag là tin chuẩn chứ anh. Và cái hashtag thứ hai là anh không ăn mừng.